Rồi bây giờ thầy sẽ đi vào nguyên lý bù trừ nhá. Nguyên lý bù trừ là một trong những nguyên lý mà cơ bản nhất của toán tổ hợp. Nó là nguyên lý đầu tiên đấy, chứ không phải là trường số 2 đâu. Như sau. Gọi NA là số phần tử của tập A. Được chưa? Đôi khi thì người ta cũng ký hiệu bằng là trị đối cũng được. Đôi khi thì NA thì nó ký hiệu là trị đối của A, hoặc là trong tin học ấy là thăng của A. Ba ký hiệu này thì chúng ta dùng ký hiệu nào cũng được, quen nào dùng cái đấy. Được chưa? Anh Hoàng Tùng có nghe thấy không? Có này. Ừ. Thế vấn đề là bây giờ mình nguyên lý bù trừ được thế nào? Định lý 1. Là A hợp với B thì bằng cái gì? Bằng gì thế? Dạ, A hợp với B. Em ở trong đây em thấy N A hợp với B là N A. Cộng với N B thì N A giao với N B ạ. Ờ. Rồi, đây là nguyên lý bù trừ cho hai tập số. Đây là rồi biểu đồ Venn nhá. Đây. A này. B này. Đấy. Thế thì A ra B đâu? A ra B là thằng ở giữa này. Tại sao lại phải trừ đi A ra B, vì sao biết không? Thái Dương nào? Trần Thái Dương. Vì sao lại phải trừ đi AB? Bạn nào giải thích cho bạn Thái Dương nào? Này nó lại không ạ? Tại sao là đây lại là dấu trừ đi NAB? Dạ, tại vì cái chỗ đó nó lặp đi lặp lại hai lần ạ. À đúng rồi. Cái NA ấy thì là cả là tính cái vòng A này đúng không? Dạ vâng ạ. Thì cái A ra B tính một lần này. Cái NB ấy thì là cái vòng bên trái, à, vòng bên phải ấy. Thì lại tính NA, A ra B lại tính một lần nữa. Đúng chưa? Vậy là NA cộng NB ấy, thì A ra B được tính hai lần. Khôn thế. Vậy là chúng ta không muốn tính đúng thì phải là trừ đi gì đây? Tính hai lần thì phải trừ đi thôi. Trừ đi một lần thì nó mới đúng. Đúng không? Vâng. Ừ. Thảo Tiên có hiểu không? Thảo Tiên. Dạ hiểu. Ừ. Đây nhá, A hợp B thì gồm có 3 phần, một là phần bên trái, hai là phần ở giữa và ba là phần bên phải. Hiểu chưa? Nhưng mà thằng NA là thằng phần bên trái và thằng ở giữa. NB là phần bên phải và thằng ở giữa. Vậy thằng ở giữa tính hai lần. Vậy mình phải trừ đi NA A ra B, thế thôi. Cái định lý này nó rất đơn giản như vậy. Bây giờ chúng ta làm ví dụ này nhá. Đây, chụp đi. Được chưa? Chụp được chưa? Rồi.
Tất cả chúng ta làm bài này. Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 500 và bội của 6 hoặc 8? Nhanh tra đáp án cô nào. Dạ vâng. Nhớ là số tự nhiên nhỏ hơn 500 là bội của 6 hoặc 8 nhé. Nhớ đấy. Bội của 6 hoặc là bội của 8 nhé. Đấy. B6 bằng bao nhiêu nào? Thân xuân thế nào? B6 bằng bao nhiêu? Dạ, B6 là từ 6 trong năm tới... Sai rồi. Sai rồi. Không, không là số tự nhiên không vậy? Vâng, không là số tự nhiên. Em tưởng không, không phải là số tự nhiên. Ai dạy cậu ấy? Cậu học đâu ấy? Dạ, em nhớ là bao nhiêu rồi, em bỏ không có phải là số tự nhiên không thì... À, đúng rồi, em nhớ là trên báo là người ta bảo em bỏ là không có phải là số tự nhiên không, em nhớ nhầm rồi. Ừ. Đấy. Em có phải là số tự nhiên không, à, em nhớ nhầm rồi. Rồi, bội của 6 là 0. 6 đến mấy đây? 9, 4, 9, 8. 500, 500 thì là số chẵn mà chia cho 3 là bao nhiêu này? 400 98 ạ. 98 đúng rồi. NA bằng mấy? Dạ, NA là bằng 84 ạ. 498 trừ 0 chia khoảng số đầu trừ số cuối chia khoảng cách là 6 ạ. Cộng 1 bằng mấy đây? Bằng 84 ạ. Ờ, tôi không tính đâu nhưng mà tôi các cậu tự tính nhá. Đấy. Sai thì bà nói ngay. Ok, tập B thì bằng là B của 8 bằng bao nhiêu này? B của 8 là từ 0 cho tới 8 16. Thế bao nhiêu? Tới 496 ạ. 496 ạ. Rồi, NB bằng bao nhiêu? NB bằng 63. Rồi. Một số mà vừa bội của 6 vừa bội của 8 là bao nhiêu nhỉ? Bội của cả 6 cả 8 luôn rồi. A là B bằng gì? A là B bằng N bằng A cộng B trừ đi A bằng bằng bội của A 6 nhân bội của mấy ra bằng bội của 8. Dạ vâng. Bội của 6 ra với bội của 8 là bằng bằng bội của mấy nhỉ? Bội 24 này. Ờ 24 đúng không? Bằng B của 24.
bằng 0 rồi, 24 này. Số cuối 480. 480. Số số hàng bao nhiêu? 11. N của A giao B là 480 trừ đi 0 trên 24 bằng mấy nhỉ? 21. Vậy là cộng 1. À cộng 1 à? 480 trừ 1. Đấy, tôi viết nhanh quá thành sành dở. Ok, 21. Ok. Thế vậy là số là vừa là bậc của 6 vừa bậc của 8 là gì đây? Do đó N của A hợp B bằng bao nhiêu này? Bằng NA cộng NB trừ của N của A giao B bằng mấy? Đây, lắp vào thôi. 84 cộng với 63 trừ đi 21 bấm máy bao nhiêu? À, 100. Bao nhiêu? 126. Rồi, vậy đáp số là gì? Là 126 ạ. Rồi, đấy. Đúng là xong thì tôi cứ bảo mà chụp. Yên tâm, không xóa mất đâu mà sợ. Vậy là bài này là đáp số 526 số là bội hoặc 6 hoặc 8. Đấy. Các bạn khác như thế nào rồi? Thảo Bùi Thảo Vân có hiểu không con? Có. Ừ. Rồi tương tự thì là định đi xong 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 chưa để thầy xóa để làm mình vào cái bài tiếp theo nào. Ngọc Anh ghi xong chưa? Ừ, rồi, xóa nha. Rồi bây giờ mình đến định lý 2. Định lý 2 là định lý là cho 3 tập. Định lý 2 là cho 3 tập. Nguyên lý bù trừ cho 3 tập. Định lý 2. Cho 3 tập hợp. ABC. Thì ta có này. N của A hợp B hợp C. Chúng ta có ai biết là nói ra thế nào? NA cộng NB cộng NC trừ đi N của A hợp B trừ đi N của B hợp C.
Tiếp đi. Thấy trong file có ghi mấy là trừ đi nè C hợp A và cộng mấy nè A hợp B hợp C. Đây. Đấy, đấy. Bằng NA cộng NB cộng NC trừ đi N của A giao B, trừ đi N của B giao C, trừ đi N của C giao A, cộng thế với N của A giao B giao C. Vậy chúng ta nhận ra cái quy luật chưa? Dạ, về là quy luật của nó là chỉ là tính cái mà ở vòng xung quanh à? Có nghĩa là quy luật của nó này là nó mấy cái này nó càng lớn à, thì ví dụ là n cộng cho mấy cái A, B, C, D xong rồi trừ đi, nó nghĩa gần giống như hàng đẳng thức vậy. Hàng đẳng thức của 3 số gần giống ạ. Đây định lý 3 là cũng tổng quát này. Tổng quát cho N tập. A1, A2, AN. Thì mình có gì đây? N của hợp bằng gì nào? A1 hợp với A2 hợp với AN bằng cái gì? Bằng là đầu tiên là tổng của các cái N của AI. Rồi. Xong rồi đến trừ đi tổng của các cái N của AI giao AG. Tất nhiên là đây là các cái bộ Y nhỏ hơn G. Xong rồi đến đến tổng của gì đây? Đây này, đây là cứ cộng xong rồi trừ xong rồi cộng. N của AI giao AG giao AK. Y nhỏ hơn G nhỏ hơn K. Cộng chấm 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 đến một cái thằng cuối cùng là thằng nào nào? Nó đan dấu. Vậy là đầu tiên cộng xong rồi đến trừ xong đến cộng. Vậy thì thằng cuối cùng dấu nó là gì? Dạ, yeah, trừ 1 múc mấy? Em thấy trong phải ghi lại em trừ 1 múc N cộng 1 ạ. Ờ, N của A1 đấy. Nói chung là nó có đan dấu nhá, nhớ nhớ là đan dấu. Đan dấu cộng trừ cộng trừ. Đấy, nhớ đấy. Đây là định lý đấy nhá, dùng thoải mái. Và định lý này gọi là định lý nguyên lý bù trừ. Nó với cái cấp độ chúng ta ấy, thì dùng N bằng 2, 3 thôi là được. Thoải mái. Nhá. 4 được, 5 được. Nhưng mà ok chưa? Nhớ cái công thức này đấy. Dùng nhiều nhất là N bằng 2. Bạn nào đã được học cái này rồi? Chắc phải được học rồi chứ. Dạ, nhưng mà chỉ mới học cái mà trở định lý 1 với định lý 2 thôi ạ. À, định lý 3 là tổng quát chưa học đúng không?
Ừ. Ok, bây giờ chúng ta làm bài tiếp theo nhá. Rồi đây. Ok, đây chúng ta đọc kỹ đề bài làm nào. Khối 9 có 141 học sinh thích đá bóng, 102 học sinh thích bơi lội, 76 học sinh thích cầu lông. Hỏi có bao nhiêu học sinh khối 9 biết mỗi học sinh đều thích ít nhất một môn. Dạ không ạ. Nhiều bạn không biết thì hơi chất. Nhưng đọc. Có cái nhau chưa? Cái nào sẽ học? Không có đâu. Người này không biết được đâu. Toàn bạn đâu. Rồi. Chào đón với cô thế nào? Ờ, tất cả gửi đáp án cho cô xem nào, xem làm ra bao nhiêu. Ở đây chúng ta áp dụng định lý 2 cho 3 tập đầu tiên. Tập đầu tiên là cho những học sinh thích đá bóng. Tập tiếp theo là cho những học sinh thích cầu lông, xong bơi lội. Đấy. Đấy. Có Hoàng Tùng gửi đáp án đây này. Các bạn khác gửi tiếp đi. Áp dụng đây rồi bật mí luôn. Áp dụng định lý cho 3 tập, cho 3 tập. Áp dụng cho 3 tập hợp. Cho n bằng 3. Chụp như nhỉ? Sao có mỗi anh Tùng gửi đáp số nhỉ? Ai nữa nào? Đấy. Xuân Thế gửi đáp án cho cô đi. Dạ vâng, em đang giờ em đi tỉnh lại, em có hướng giờ em đang làm. Sao anh Hoàng Tùng với anh Tiến Minh mỗi anh một đáp số thế này? Ừ, đi thi thế chết được không chứ? Tính lại thế nào? Mỗi chính tỏ chính có một anh sai. Mỗi anh một đáp số. Ừ, anh Hoàng Tùng đánh nhầm. Bạn khác gửi đáp án cho cô hay sao? Bùi Thảo Vân, Xuân Thế. Rồi, tiếp đi. Các bạn khác nhanh lên thế nào?
Thái dương, rồi. Nhớ là nhá, cộng xong thì đến trừ, xong rồi cộng xong trừ. Tạ Minh Quang, Hà Lương Ngọc Anh, rồi. Bây mình vẽ cái biểu đồ ven thôi nhá. Ven này. Đây là bọn bóng đá này. Bóng đá. Là 141 đúng không? Thằng 102 là thằng nào nhỉ? Bơi lội. Bơi. Đây 141 này. Bơi là bao nhiêu này? 102. Thằng này là thằng cầu lông này. Đây là A đi. Tập B này là bơi. C là cầu lông. Cầu lông bao nhiêu nhỉ? 76. Đấy, mình gọi là A là các học sinh. Là các học sinh. Tập các học sinh thích bóng đá. Thì NA bao nhiêu đây? NA bằng 141. Tiếp. B là tập các học sinh là thích bơi lội. Ngọc Anh nào? Hà Lương Ngọc Anh. NB bao nhiêu? NB bằng 105. Rồi. NC. NC bao nhiêu? 76. N của A sang B bao nhiêu? A sang B là gì? Là những học sinh vừa thích bóng đá, vừa thích bơi lội. Mới đây, 55. NBC. NBC bằng 45. BC là thằng gì? Bơi lội cầu lông. 43. NCA. NCA 32. N của A ra bây giờ C. 18. Là cả là giao này có nghĩa là gì? Là thích cả ba đấy. Bao nhiêu? 18. Vậy đáp số là bao nhiêu? 27. Vậy là N của A hợp B hợp C đúng không anh? Là cả lớp đúng không? Mấy đây? 141 cộng 102 cộng 76 trừ đi 55 trừ đi 43 trừ đi 32 xong rồi cộng với 18 bằng bao nhiêu? Ừ. Đấy, đáp số là 207. Vậy khối 9 là có 207 chiến sĩ. Ok. Thank you.
Được chưa? Bây giờ thì hỏi tại sao mấy bạn này không làm được nhá. Thái Dương, Minh Quang, Ngọc Anh, Nhật Huy. Nhật Huy nào? Dạ. Con nhầm ở chỗ nào? Dạ, đọc sai đề này 141 học sinh thích bóng đá mà con đọc nhầm là 141 học sinh ở trường. Rồi. Tạ Nguyễn Thảo Vân, vì sao con không làm được? N A B đề thì bài nó cho cái gì nữa? Rồi ok, cô chụp ảnh thì gửi cho các cháu nhá. Chụp rồi gì? Bây mình chuyển sang bài này nhá. Bài này mà ai không làm được là thôi là tối về không ăn cơm nữa nhá. Đấy. Tiếp theo, 42 học sinh. Đấy, bài này giống hệt luôn. Đấy. Tiếp đi. Đấy, chắc đáp án với cô nè. Đọc kỹ để làm bài. Ôi các bạn, các bạn chat ô nhanh thế nhỉ. Nhật Huy này, ok. Quang, Bùi Quang Bảo Châu, Bùi Thảo Vân, Đặng Thái Sơn, Trần Thái Dương. Đấy, các bạn khác nhanh lên thế nào. Úi dồi ôi. Hoàng Tiến Minh làm sai rồi nhá, làm lại đi. Đi thi thế là không điểm gì nữa. Sao ông Hoàng Tùng lại là một học sinh này? Sao mỗi người đáp án này? Thôi cứ biết thế tí tí thầy chữa. Hay là 42 trừ đi 20 thì bằng ấy nhỉ? Yeah. Đấy. Có một cái bài như này rồi, làm mấy vòng rồi mà vẫn mỗi người một đáp án này chị. Trần Nguyễn Ngọc Xuân nào?
Bây giờ làm thầy nào. Nào bắt đầu. Xuân đâu? NA là sinh điểm toán là một học sinh thích toán là 13. A bằng là tập học sinh thích toán đúng không? Thì NA bằng mấy bao nhiêu đây? NA bằng 13. B là tập học sinh thích gì? Thích lý. Lý là bao nhiêu? Để bằng 16. Rồi, NC. Sơn, bằng mấy? Bằng 11 đúng không? Rồi. Và 11 thích 8 học sinh thích toán lý có nghĩa là gì đây? N của A giao gì đây? A giao B. Bằng 8. N của 5 học sinh thích hóa lý, hóa toán là A giao C bằng 5. Còn N của 8 học sinh thích hóa và lý. Hóa lý là B và giao C. Rồi. Còn 3 học sinh thích cả 3 môn có nghĩa là gì đây? N của A giao B giao C là gì đây? Vậy là N của A giao B giao C là gì? A hợp B hợp C. Bằng 13 cộng 16 cộng 11 trừ đi 5, 8 trừ đi 5 trừ đi 8 đúng không? Cộng mấy ấy? Con tính ra bằng bao nhiêu? Rồi là ra là 4. Cái này là 42 trừ số 22. Không, bây giờ thầy hỏi cái tổng này bằng bao nhiêu? Dạ bằng 22. 22. Vậy suy ra là số học sinh không thích môn nào là bao nhiêu này? Không thích môn nào? Là bằng là 42 trừ đi 22 bằng 20 học sinh. Đáp số là 20 học sinh. Mấy anh bị sai vì sao đấy? Anh Hoàng Tùng với cả anh ra một là anh nào nhỉ? Con nhìn thiếu với lớp chính lớp 6 không muốn 2 học sinh. Ủa, đi thi thế là chết rồi gì nữa, về nhà thế là chết rồi. Đi thi thế thì chịu rồi. Đâu có anh nào là một đây? Hoàng Tùng ra một này. Thế còn anh Tiến Minh vì sao ra 22? Em quên chưa, không lấy 42 trừ đi 22. Đấy. Từ những cái bài rất đơn giản mà mình không chú ý là quên. Quên là mất điểm thôi. Học sinh giỏi là gì? Là quên thì chết là chết. Người ta bảo là không thích môn nào, không thích môn nào nên là kia là A hợp B hợp C là gì? Là thích một trong ba môn, đúng không? A hợp B hợp C là thích một trong ba môn. Thế còn không thích môn nào là gì? Là phải lấy trừ đi thôi. Chung chưa? Thảo Tiên vì sao sai Thảo Tiên? Em quên mất. Quên cái gì? Em quên là lớp có 40 học sinh. Ừ. Ok. Đấy, ghi nhanh lên. Xong chúng ta chuyển sang dạng bài tiếp theo. Oh.
Rồi sang bài tiếp theo. Rồi ví dụ này, ví dụ này. Bài tiếp theo là cho 4 tập, mỗi tập có 420 phần tử. Giao 2 tập bất kỳ là có 122 phần tử. Và giao 3 tập bất kỳ là có 51 phần tử. Giao có 4 tập bất kỳ là có 3 phần tử. Tìm số phần tử của 4 tập hợp. Thì đây là áp dụng cho n bằng mấy đây? Áp dụng là n bằng 4. Đấy, chúng ta làm thế nào? À, chụp ảnh nhé nhỉ? Ok. Rồi chúng ta làm đi. Áp dụng n bằng 4. Bài này hơi khó một chút nhưng mà thôi. Phải tiến tới nó phải khó hơn chứ. Học nó cứ dễ hơn thì chết. Rồi cho chúng ta 3 phút nhá. Ui da.
Ra chưa? Bạn nào ra chưa? Ui giời, sao mỗi ông một khách nhỉ? Tiến Minh, Thái Dương, Hoàng Tùng, Xuân Thế. Úi dồi ôi, 4 ông, 4 phách. Đấy, Bảo Châu cũng thế. Thêm phách nữa. Mỗi người con đường. Ngọc Anh lại con đường nữa. Úi rồi, bài này thì bài này mỗi người con đường rồi. Úi rồi, Thảo Vân còn 54, ít thế con. Con đệ tử của cô rồi. Không, em có thế đâu. Không phải gì, nhưng mà ngày xưa em đi thi toán thành phố đấy, mấy năm liền. Nhưng mà bây giờ mà hỏi em thì em chịu. Rồi em chả biết gì đâu. Đặng Thái Sơn, úi dồi ôi, 54. Đặng Thái Sơn 379, úi dồi. Mỗi người đúng là mỗi người một con đường luôn. Đúng là chịu rồi. Thôi, để thầy chữa nhá. Gọi 4 tập là A1, A2, A3. Là A1, A2, A3, A4. Thì ra khó là NA1 bằng bao nhiêu đây? Thảo Vân nào? Này là 122. Bằng mấy? 420 chứ con. Cho 4 tập, mỗi tập có 420 phân tử mà. Thì nó phải 420 chứ. Hiểu chưa? Ừ. Bảo Châu nào? Bảo Châu đâu con? Dạ đây thầy. Câu tiếp theo nó nói gì? Dạ gieo hai tập bất kỳ có 122 phần tử. Dạ gieo ba tập bất kỳ có. Có nghĩa là N của AI giao AZ bằng bao nhiêu? Dạ thầy là 122 phần tử. Rồi N của AI giao AZ giao AK bằng bao nhiêu? Dạ 51 phần tử. Có bao nhiêu dao này? AI dao AZ? Dạ có 4. Sao con lại biết là 4? Dạ thì bởi vì là có 4 tập. Sai rồi. Nhá, bây giờ thầy đếm với con nhá. Nhá. 1, 2 là 1 cặp đúng không? 1, 3, 1, 4 là mấy cặp? Là 3 cặp. 2, 3, 2, 4 là mấy cặp? 5 cặp. 13, 4 là mấy? Có 6 cặp đúng không? Hiểu chưa con? Hiểu rồi. Ừ. Thế có mấy, bây giờ nhá, cho thầy hỏi. Có mấy ở bên dưới này có mấy cặp, mấy bộ? Quang Tùng nào. Có mấy cái AI giao AZ giao AK? Vì sao? Tiến Minh. Em biết rồi, em đếm
mấy câu mấy có mấy 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 bộ? 4 bộ. Vì sao? Em biết là đến đấy. Đơn giản thôi đây này. Bớt thằng A1 nhá, mình có 4 tập đúng không? Mình bớt thằng A1 thì nó sẽ còn 3 thằng đúng không? Là được một bộ đúng không? Bớt thằng A2 thì được bộ nữa, bớt thằng A3 được bộ nữa, bớt thằng A4 được bộ nữa. Thế vậy là mấy bớt mấy lần? 4 lần. Đúng chưa? Và N của A1 ra A2 ra A3 ra A4 bao nhiêu đây? Bao nhiêu? 30. Vậy đáp số là gì? N của A1 hợp A2 hợp A3 hợp A4 bằng cái gì nào? Đây nhá. 4 tập này thì là bằng 420 nhân với 4 lần. Trừ đi 122 nhân mấy lần? 6 cặp liền. Xong rồi lấy cộng với 51 nhân với mấy này? Đán đan dấu mà. Nhân 4, xong cuối cùng là trừ đi 1 bộ là trừ đi 30. Bơ máy mà bao nhiêu thầy nào? Là 1122 ạ. Đấy, ai 1122 đúng thì không cần hỏi phục. Ừ. Mỗi ông một đáp số này thì chết tôi không chứ. Thái Dương đúng này, ờ nhỉ. Hoàng Tùng. Thái Sơn vì sao sai Thái Sơn? Hình lòng. Hả? Hình lòng. Cái gì? Nó bảo gì? Có bảo gì cơ? À, em lộn à, lộn, ok. Xuân Thế vì sao sai? Dạ em không nghĩ tới cái mà NAI giao IG là nó có 6 cặp à. Em không nghĩ tới cái đó à. Em cứ nghĩ là nó chỉ có 4 cặp thôi. Để con đếm với em A1, A2, A1, A3, A1, A4, con đếm đi thôi hả? Khi đó em không đếm lên, em cứ tưởng là nó chỉ có 4 cặp, tại vì đánh với nhau 4 cặp, thế là em quên mất. Ừ. Rồi chúng ta ghi đi, xong rồi cô chụp ảnh để chúng ta dán sang ví dụ mới nha. Rồi. Ví dụ là có bao nhiêu? Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 1000 là bội của 10, 15 hoặc 35? Đấy, làm đây nào.
Bạn chat đàn với cô đi nhá. Đang có ai chưa biết? Có mấy bạn. Ờ. Bài này thì đơn giản mà, áp dụng N3 hả? Ngọc Anh, Thái Dương, Hoàng Tiến Minh, Nhật Huy sao nhiều số thế? Thảo Tiên, Hoàng Tùng, Xuân Thế sao đám đa số thế này? Dạ, em làm khoảng 15-35 đấy. Cứ trả lời đúng đa số chứ ai làm lung tung đấy. Người ta hỏi gì trả lời lấy. Nó hỏi là bắt cùng 15 hoặc 35 nghe là cả 38. Không phải, người ta không hỏi thế đâu. Người ta hỏi là hoặc cơ mà. Cùng một câu hỏi. À, mình chỉ được chọn một cái để thôi. Anh cũng không hiểu đề bài. Ví dụ như là số 10, số 15 và số 35 thì có số 10 có được tính không bằng thế? Dạ, chắc là có. Số 15? Dạ, cũng được. Số 35? Dạ, cũng được. Đấy. Bảo Châu nào, làm thầy nào. A. Thầy A làm hồi thứ 10. Rồi, thì bằng bao nhiêu đây? Thầy là 101. Đến 101. 990 đúng không? Yeah. N A bao nhiêu? N của A bằng 101. Một trăm chứ con. Rồi B là tập bộ của mấy đây? Bảo Châu. Cái này B là 4-15. Rồi 0 này, 15 này. Đến bao nhiêu nào? Số cuối cùng nhỉ? Vừa chia cho 9 gì? Cũng 9-10. Rồi 9-10. Ok, NB bao nhiêu? NB là bằng 990 trừ 0 chia cho 15 bằng 1. Bằng mấy? 67. Ok, NC, C bằng C là bằng tuổi của 35. Bao nhiêu số cùng chia 35 bao nhiêu? Cái thầy là 980. Vậy NC bao nhiêu này? Cái thầy NC là bằng 980 trừ
không chia cho 35 cộng 1 là bằng 29. Rồi. A giao C, A giao B đi. Thì bằng bội của bội của 10 giao với bội của 15. Thì bằng bằng bội bao nhiêu đây? Vậy thay là bội của 30. Vậy là N của A giao B bao nhiêu? Vậy thay N của A giao B là bằng 33. Không đến bao nhiêu nhỉ? Đến 90. 90 à? N của A sao B bằng? N của A B bằng 90 chia cho 30 cùng với 1 là bằng 33. Rồi. A giao C. Ba tư theo 90 chia 30 bằng 33. À thế à? Thế 34 nhá. Rồi, A giao C thì bằng gì đây? Bội của 10 ra với bội mấy? Dạ thầy, bội của 10 ra với bội của 35. Bằng bội của 70 đúng không? Dạ, bằng bội của 70. Bằng 0 đến bao nhiêu? Bằng 0 đến 980. Ồ, oh, cũng 980 à? Vậy N của A giao C có bao nhiêu? Vậy thay N của A giao C là bằng 980 cộng 0 chia cho 70 cộng 1 là bằng 15. Rồi. Rồi, B giao C nè. Vậy thay B giao C là bằng bội của 15 ra bội 35. Bội của 115. 3 nhân 5 nhân 7. Là bội của 115. Rồi, bằng là 0 này. Phần cuối cùng bằng bao nhiêu? 0 đến 945. Rồi, N của B giao C bao nhiêu? N của B giao C là bằng 945 chia cho 1 lấy 5 cộng với 1 là bằng 10. Rồi. Rồi còn N của A B C bằng bội của 3 thằng này bằng bao nhiêu? Vậy thầy, bội của 3 thằng này làm bằng bội của 210. Thì bằng là 0 này, 210 này, 420 này, 630 này, nhân 4 là 8, 4, 10 hết đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Rồi đáp số là gì? Lấy 100 cộng với 67 cộng với 29 xong rồi trừ đi bao nhiêu này? Trừ đi 34 để trừ đi mấy đây? 15 trừ 10 cộng với 1, 2, 3, 4, 5 cộng với 5 bằng mấy con? Bằng 112. Đúng không? Có ai nào có ai đúng không đấy? Có 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rồi, cứ đấy. Một số bạn nói chung là cứ phải vướng phải cái bài này, các bạn là mỗi bạn mà đáp số thôi. Thế chị. Làm ăn này thì đi thi thì chết thôi. Rồi bài cuối là một bài khá là khó. Đấy, hỏi từ các số 1, 2, 3 có thể lập được bao nhiêu số có 6 chữ số khác. 6 chữ số thỏa mãn mỗi chữ số có mặt đúng 2 lần. Có nghĩa là có 2 chữ số 1, 2 chữ số 2 và 2 chữ số 3. Và yêu cầu là 2 chữ số giống nhau không đứng cạnh nhau. Ví dụ như là 11323 thì 3232 thì không được, đúng không? Vì là 11 không đứng cạnh nhau. Đấy. Bài này hơi khó nhỉ. Hơi quá sức. Thôi rồi, cứ làm bình thường gì đâu. Rồi nhá, bây giờ mình bắt đầu nhá. À, bây giờ nhớ lại này. Thế cho thầy hỏi. Số hoán vị của n phân tử là bao nhiêu? Số hoán vị
của n phân tử là bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Con nhớ là số phân tử của n phân tử bao nhiêu không? Có ai nhớ nào? Thôi được, bây giờ thầy hỏi nhé, số hoãn vị của hai phần tử là bao nhiêu? À, 2 ạ. Rồi, số hoãn vị của hai phần tử bằng 2. Số hoãn vị của ba phần tử đúng rồi, 6. Thế vậy là số hoãn vị của n phần tử bằng bao nhiêu biết không? N giấy thừa, chuẩn. Cái này bằng 2 giấy thừa này. Cái này bằng 3 giấy thừa này. Đấy, số hoãn vị của n phân tử là n giấy thừa. Thực ra dễ thôi. Vì một lần thầy nói rồi đấy, vị trí thứ nhất có mấy cái chọn? 3. N cái chọn chứ nha. Vị trí 1 có n cái chọn đúng không? Vị trí 2 có mấy cái chọn? N 1. Vị trí thứ 3 có bao nhiêu? N chữ 2 cái chọn đúng không? Chấm chấm chấm. Vị trí thứ n có 1 cái chọn. Vậy đáp số là, số hoãn vị là, thì bằng là n nhân n chữ 1 nhân với chấm 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 nhân 2 nhân 1 thì bằng n giấy thừa. Đấy, đây là chúng ta chú ý đấy nhá, là nhớ lại nhá. Thế thì chúng ta sẽ đi vào bài này. Rồi bây giờ chúng ta gọi A1 là một đứa cạnh nhau. A1 là tập các số có một cạnh nhau. A2 là tập các số có hai đứng cạnh nhau. Và A3 là tập các số có ba đứng cạnh nhau. Rồi bây giờ chúng ta tính là NA1 bao nhiêu? Năm. Sao lại năm? Tính cái n hay là tính theo số phân tử của tập A1 là tập các số có 6 chữ số này. NA1 nha. Mình coi hai thằng A, hai thằng đứng cạnh nhau ấy là một đứng cạnh nhau ấy, thì mình coi là hai thằng ấy là một cặp đi, đúng chưa? Thế thì vậy là kết hợp với bốn số còn lại ấy, thì là vậy là mình có bao nhiêu khó nói nhỉ. Mình bây giờ ta tính, ta coi này, hai chữ số 1 là một cặp, vậy suy ra NA1 sẽ là bằng là gì đây, là hoãn vị của mấy mấy phân tử, là hoãn vị
của năm mấy phân tử nhỉ? Năm phân tử đúng không? Tại sao là năm phân tử? Hai số một nhá là thành một cặp nhá, với cả hai số hai, hai số ba là thành mấy đây? Hai số một là thành một cặp nhá, là một. Hai số hai thì là riêng rẽ. Thì vậy là nó sẽ thành bao nhiêu đây? Năm dây thừa. Khoan. Nhưng hai số hai ấy thì một số hai nha. Đây chúng ta ghi đây. Sáu chữ số gồm 1, 2, 3 màu xanh và 1, 2, 3 màu đỏ nhá. Cho chưa? Thế thì nhá. Chúng ta có hai chữ số 2 nhá thì là hai chữ số 2 là hai xanh hai đỏ, với cả hai đỏ với hai xanh là giống nhau. Thì vậy mình phải chia cho mấy đấy biết không? Chia cho 2 dây thừa, chia cho 2 nhân 2. Tại sao lại phải chia cho 2? Vì là cặp 22 thì nó tính 2 lần. Cặp 33 tính 2 lần nữa. Vậy là vì 22 tính 2 lần. 33 tính 2 lần. Đấy. Vậy tương tự như thế, tương tự nhá. Tương tự thì n của A2 thì bằng n của A3. Cái này bằng bao nhiêu nhỉ? 5 dây thừa chia 2 là 4. 120 chia 4 bằng bao nhiêu này? Bằng 30. Vậy thì bằng 30 luôn. Rồi tiếp theo là n của A1 giao A2 bằng bao nhiêu đây? Là cặp 1 đứng cạnh nhau và cặp 2 đứng cạnh nhau thì mình coi cặp 1 và cặp 2 là liền nhau đi. Thế thì nó hoán vị của mấy đây? 1 phần tử là 1 này, 2 này, và là 4 dây thừa trên mấy đây? Trên 2. Vì 3 nó là lộn đi lộn lại nhá, thì này đúng không? 4 dây thừa là 2, 4 là 12. Tương tự thì là giao A3 thì bằng n của A3 giao A2 thì cũng bằng 12. Còn n của A1 giao A2 giao A3 bằng bao nhiêu? Cặp 1 cạnh nhau, cặp 2 cạnh nhau, cạnh 3 cạnh nhau thì mình coi thành là 3 phần tử đi. Liền nhau mà. Giao thừa của 3. 3 thừa thôi. Bằng 3. Bằng 6. Bằng 6 chứ. Vậy đáp số là gì đây? Không, các cái số này lập được vận động vậy nó sẽ bằng là bao nhiêu này? Mà 6 dây thừa chia cho 2 nhân 2 nhân 2 trừ đi n của A1 hợp A2 hợp A3 đúng không? Tại sao lại 6 dây thừa chia cho 2 nhân 2 nhân 2 biết không? Mình đến là tất cả các số tạo được trừ đi các số mà mình... Đúng rồi, tất cả các số tạo được nhá, thì mình có 6 số mình hoán vị đúng không? Là 6 dây thừa. Nhưng tại sao chúng ta phải chia cho 2? Vì là cặp 1, 1 thì mình tính 2 lần mà, đúng không?
cặp 22 mình tính 2 lần, cặp 33 tính 2 lần, thì vậy là mình phải chia cho 2 x 2 x 2 thì bằng bao nhiêu đây? 6 mét thừa chia cho 2 chia cho 8 bằng bao nhiêu? 90 trừ đi này. Trừ đi này. 30 x 3. Đây là A1, A2, A3 này. Xong rồi đến bao nhiêu đây? 12 x 3. Xong rồi cộng với mấy đây? 6. Bấm máy mày bằng bao nhiêu? 18 x 3 trừ cộng 6. Bấm máy nữa. 30. Ờ, phải đáp số có 30 số như tất cả.